bộ A khúc dưới á. Sáng sớm mọi người ra tập thể dục, tắm biển kìa các bạn. Bây giờ anh Hữu Hà đang dẫn mọi người, chở mọi người tới ngay chỗ cái bãi cá lên, không biết có cá hay không nhưng mà hy vọng là có nha. Anh nói là nếu mà biển động thì không có cá. Nói chung là cầu may đi. Bình minh lên nè các bạn ơi. Buổi tối đẹp hết nha. Đẹp quá. Buổi sáng cũng đẹp nè. Chào mừng các bạn quay lại với My Kitchen Channel. Bây giờ là 5 giờ 38 sáng ở Đà Nẵng. Mình đang ở bãi biển để đi coi đồ biển, tàu vừa mới lên, có gì để mua nha các bạn. Nếu mà tới Đà Nẵng mà không trải nghiệm chợ ngồi xổm ở bãi biển Măng Thái thì là một điều hối tiếc. Mình mời các bạn cùng mình trải nghiệm thử nha, coi các mọi người bán cá như thế nào nha. Có tôm, có cá, mực, cá, cá tươi, wow, hấp dẫn quá các bạn ơi. Có cua, có ghẹ, tôm, tôm tích, wow, tôm bự quá, nhìn mê luôn, wow, wow, cá, mực, tôm bự quá trời. Gia đình mình đang lăn vào, lăn xả vào và mua được biển. Ồ, đây có cua nữa. Cua này cua gì đây? Cua này chắc cua gạch quá. Cua này cua gạch hả chị? Vâng, cua gạch. Mẹ ơi, có cua gạch kìa. Có cua gạch kìa. Cua này sao là cua biển được hả? Không biết nữa, sao mà chị nói là cua gạch đó. Cua gạch đó. Cua gạch có sao biển hả? Xong rồi, xong hòn đấy. Quá trời mực cá luôn. Cá mực vô đây nè các bạn. Wow, cá tươi. Nhiều ha. Cá nhỏ nhỏ. Mới mua cá nhỏ này về làm gì ta? Ăn tôm bự nữa nè. Cái hai vậy. Trong là một bò không có chuyện ký này cái mặt đồ rất xấu. Ốc mua nhiều á, nhiều vô 200 thôi chứ lấy chị 220 nó là số 1. Lấy đủ chưa? Sống luôn luôn. Sống luôn ơi. Dạ một nhái luôn mà răng.
không biết một cái nhỏ rồi ba ba trăm ba đây mở vô đây mở vô đấy mở vô đây trả giá đi à mở vô đây mình nói đúng luôn khỏi trả giá à chờ để bơm rồi rồi à biết luôn đó được chưa ba trăm rưỡi là biết luôn đó trả trả vô đi là trả giá nha các bạn. Nói chung là lên đây học được thêm từ nữa, trả vô đi là trả giá nha các bạn. Vợ mình không biết trả giá, qua đây cũng bày đặt trả giá nó vui lắm. Đó, mật đó hả em, cho mật sơ cúc đây, sơ cúc nóng đây. À, có sơ cúc cái nóng đó các bạn. Hôm nay mình sẽ đi tắm biển, bây giờ mình sẽ xuống thử cái nước biển như thế nào nha các bạn. Nói bên đây thì là người ta đánh cá lên để coi nước biển sao. Wow, ấm quá. Biển quê hương tôi ấm quá các bạn ơi. Wow, ấm quá. Tuyệt vời. Bình minh lên rồi các bạn ơi, đẹp quá. Đà Nẵng, Đà Nẵng. Mình đang ở bãi biển mua tôm và trải nghiệm cùng với người dân ở đây nha các bạn. Tất cả du khách đều có thể tắm ở dọc theo bãi biển. Cái hay của Đà Nẵng là dọc theo con đường chính này là một bãi biển dài và đẹp, cát trắng. Mình có thể tắm bất cứ lúc nào nếu mà mình muốn. Ok, thôi bây giờ mình sẽ tập trung lại vào vấn đề chuyên môn là đi mua đồ biển về ăn. À, đây là cái thúng nè các bạn. Đây. Nhiêu em? Em chạm cách vô tư thế. Cúc. Cúc mà. Ủa gì nào? Tôi Cúc nóng đây. Hai người. Cảm ơn cho Cúc không? Đây. Em muốn sao cúc chưa? Ok. Không, gia đình chung nè. Anh có cái máng này cũng vui khỏi xa, khỏi cao ha. Cảm ơn anh. Nắng lên này các bạn ơi. Vợ mình đâu mất tiêu. Có bia thôi đây. Thôi mấy tí. Anh quả. Buổi sáng mua tôm. Mấy gì thì mua cái khác. Cá cơm nhỏ tươi. Cá tươi quá. Cá cơm mà. Chưa?
Lớn gì hả cô? 320 cô. Ký qua 2, ký này 250, ký này 200. Một chụp lấy gì chị? Chứ đừng có hôn rẽ hả, mua một chụp đi nha. Con mực nó đổi màu rồi các bạn. Ối mực đây biển mình đây. Quá kìa chị. Đồ sống không đó, còn chấp nhá. Còn chấp nhá luôn đó. Tiền nó còn không? Chút nháy vợ mình trả giá rồi vui chưa bao giờ biết trả giá con lớn hai con lớn rồi à còn nhiêu là nhỏ không à đó có lớp một nữa luôn đó hiện con to nhỏ hai con ngán gì hậu có bóng đá trái này cái gì vậy ta dạ cái liệt cá liệt về nấu canh khế xương không ta cá này béo lắm mà có xương không vậy cô nên là sợi cúc nha các bạn, ngon quá. Rau ở đây xôi nè các bạn, trắng rồi, ngon như sợi sợi cúc. Hồi nó ra nước đó, nếu mà giờ chị phải bỏ đồ vô chứ nếu thì để vậy không được. Quá trình bây giờ tôm là bự dưới thằng rồi trời, tôm này giống như tôm càng không? Bật nước sao không? Này lên nè. Dạ bấm cộng lên á, vậy nè. Thì nào muốn lên maximum không? Chín đi. Mưa rồi. Có nước trên trận nó nhiễu xuống cái máy. Con cá, con nghêu, con mực. Đây là chuyên chiên làm mực hay chưa? Đây là. Còn cái chị làm mực cái nhà chị rửa xúc xí của nó hết liền à. Thì em nắm giúp cái đầu đi khỏi khỏi nấu bộ. Này có cá cơm, có cua gạch. Không phải khổ. Ủa cái con này lột sao gì Năm? Nó hồng. Cái hồng là nó chín đó gì Năm? Cái đầu nó còn trắng trắng nó chưa phải không? Có rồi, có rồi. Đâm để làm cái món gừng đó. Trời có hơn không? Tôm bự cách xin ái các bạn. Tôm biển. Còn ngót. Với lại mồng tơi. Ok, sau quá trình mình rửa cua, bây giờ tới bên luộc cua. Ok. Lên luôn. Đây. Lên luôn. Xe ra. Ấy da, trời ơi, nóng quá. Có chừng tóc không? Mực. Trời ơi. Hỗn loạn quá. Muối tiêu nằm đây nè, có chỉ nằm đây nè. Đây.